Bạn gì đấy mà trơm chê? Hot dog à? À bạn hot dog à? Đi xuống nước anh đi. Tương cà. Trời ơi, thằng bé hôm nay bị khản tiếng. Cảm ơn. Ngon không? Cảm nhận của con thế nào? Su kem mà mẹ. Ừ, su kem. Cái gì mẹ? Bánh mì sốt. Sốt gì mẹ? Sốt ngậy ngậy béo béo, sốt bơ ấy. Ngậy ngậy béo béo. Còn đây là su kem. Bánh mì thế nào Xuân đi? Ngon không? Ủa? Bánh mì hôm nay không cảm xúc à? Không ngon à? Đấy, có sốt mayonnaise kìa. Ngon không? À, ngon, ngon, có ngon. Nhận xét thôi nào. Ngon. Ngon. Ngon mềm. Yeah. Còn gì nữa? Có sốt cay không? Hay là chỉ có tương cà thôi? Cay. Tương cà, ngon đúng không? Thế thì ăn vèo cái hết đi nhá.